từ khi ngập bây giờ là nó hoàn cảnh là nước này, thức ăn hàng ngày này đi lại không đi được, phải cứ ở nhà suốt, phải chả mua được thức ăn thức uống gì đâu. Nhà không có tiền mà mua thúng, thành ra không nhờ được ai mua hộ.